Đừng lo lắng, tất cả đều đã có sự chuẩn bị. Hôm nay là một chủ đề ngẫu hứng và sẽ không có trọn tụ cũng như là không có cái mốc thời gian cố định. Nếu như hôm nay bạn nào đến với kênh này cũng như được thu hút đến trải bài này, đâu đó sẽ có thông tin dành cho các bạn. Các bạn hãy cởi mở để đón nhận nha. Và ngoài ra các bạn hãy chọn cái bảng từ khóa ban đầu để biết được những cái sự chuẩn bị mà bên trên dành cho các bạn là gì, mặc dù nó ngoài sức mong đợi các bạn, mặc dù là bạn không cần phải lo lắng về cái điều đấy. Đầu tiên, trên góc độ trải bài mình đang thấy được rằng vũ trụ muốn một trong những điều mà vũ trụ đang chuẩn bị cho các bạn rất gắt gao đó chính là sự điều hướng đến một công việc tốt hơn, điều hướng đến một cộng đồng tốt hơn, điều hướng đến một mối quan hệ tốt hơn, gặp gỡ những người cùng tần số hơn, điều hướng thông qua cái việc là tước đi một vài cơ hội các bạn đang rất khao khát. Ví dụ như các bạn đang rất khao khát về một khoản tiền nhưng nó không tới, hoặc nó không tới vào cái thời điểm đó, các bạn đang rất khao khát người đó sẽ đến để cứu rỗi hoặc là làm tươi sáng cuộc đời các bạn, hay các bạn đang khao khát cái công việc đó nó sẽ có cái điểm đột phá, điều mới lạ, hay thậm chí các bạn nhận được những cái tin tức vui, nhưng thực tế thì nó không tới vào cái thời điểm đó và nó gây nên rất nhiều sự xáo trộn cho các bạn. Và đặc biệt cộng thêm với cái việc là các bạn đang bị người này người kia bàn ra tán vào và vô tình các bạn hấp thu ảnh hưởng những cái cảm xúc đến từ người khác nữa, và các bạn mặc nhiên coi các bạn là không có giá trị, mặc nhiên coi các bạn rằng là hình như các bạn đã thất bại, hình như các bạn đã đi sai đường, hình như các bạn có những cái gọi là cái chỉ trích bản thân. Thì ở đây vũ trụ chỉ muốn mình truyền tải cho các bạn rằng là cái việc các bạn cần làm đó chính là thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn. Còn cái việc mà vũ trụ sẽ chuẩn bị cho các bạn đó chính là điều hướng các bạn thông qua những sự mất mát, thông qua những sự bị tước đoạt. Có những thứ không dành cho các bạn không phải bởi vì bạn không xứng đáng, mà chỉ đơn giản bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị, để đón nhận những phần thưởng tốt hơn. Số 2, một trong những điều mà vũ trụ đang chuẩn bị cho các bạn đó chính là sự chữa lành một cách sâu sắc toàn diện. Chữa lành có thể thông qua các chuyến đi, thông qua những sự thật vô tình được tiết lộ, trong những cái buổi gặp gỡ, những buổi nói chuyện, trong những cái buổi hội ngộ với gia đình, với bạn bè, vô tình người đó nói ra những sự thật mà họ thì không biết vấn đề của bạn thật sự là gì, nhưng vô tình khi họ nói ra thì bạn sẽ biết ngay là à, đấy chính là cái phương pháp giải quyết vấn đề cho bạn, đấy chính là cái gọi là cái cần câu cho các bạn trong cái lúc đấy để giúp các bạn vực lên. Đó. Hãy nhớ không có cái gì là ngẫu nhiên cả. Và một số bạn khác, cái sự chữa lành này sẽ đến thông qua những chuyến đi, chữa lành toàn bộ những vấn đề trái tim các bạn đang khúc mắc, trái tim các bạn đang gặp sự đè nén, trái tim các bạn đang rỉ máu. Hãy nhớ đến con số 6. Con số 2, con số 3, con số 6 là những con số mà liên quan đến những cái ngày chữa lành, những cái nơi chữa lành, những cái khu vực mà mình đang thấy ở đây có sự chữa lành cho các bạn. 2, 3, 6. Nhớ. Tại sao vũ trụ lại cho các bạn thay đổi và định hướng lại cái tư duy của các bạn? Để cho các bạn học, học hỏi thông qua những sự bị tước đoạt, thông qua những cái tháng ngày mà các bạn phải chờ đợi mòn mỏi, thông qua những ngày mà bạn đã cố gắng cật lực mà cuối cùng một điều gì đó không tới, một điều gì đó đã bị bỏ qua. Bởi vì các bạn đang được thu hút, đang được điều hướng để thu hút những thứ thật sự thuộc về tần số của bạn. Và đó mới là mong ước thật sự cuối cùng, cũng như là điều ước vũ trụ muốn ban tặng cho các bạn. Các bạn có dreams coming true, giấc mơ trở thành sự thực. Có thể giấc mơ này ban đầu sẽ khiến bạn hơi sốc một chút, hơi, tại vì mình không có cảm giác là các bạn đã sẵn sàng cho giấc mơ này, gọi là chưa có sự chuẩn bị, bởi vì các bạn bị tước đoạt rất nhiều bởi những cơ hội trước đó nên các bạn nghĩ là không đến lượt các bạn nhận tiếp cái phần thưởng này. Nhưng thực tế thì mình nói rồi, cái việc các bạn không nhận một cơ hội nào đó hoặc nó bị tước đi ngay trước mắt các bạn bởi vì các bạn được thu hút một cơ hội nào đó tốt hơn, nhưng bắt buộc bạn phải trải qua cái giai đoạn mà hơi khủng hoảng về mặt cảm xúc, khủng hoảng về mặt tinh thần, khủng hoảng về một điều gì đó trong cuộc sống, thì nó mới đạt đủ cái tiêu chuẩn mà vũ trụ cho các bạn để nhận cái cơ hội tốt hơn và để tiến gần hơn với cái giấc mơ thật sự bạn muốn hoàn thành. Bởi vì vũ trụ biết rằng không có cái bài học nào tốt hơn bằng bài học đến từ thực tế. Mình thấy có một cái sự thật sẽ được bạn vén mạn ra, một cái sự thật mà bạn chờ đợi, một cái sự thật nói đúng hơn là bạn rất là sợ phải đối diện với sự thực này. Bạn đã từng từ chối nó, bạn đã từng phớt lờ nó, bạn đã từng chạy trốn nó, nhưng hết thời gian rồi. Vũ trụ cố tình liên tục cho các bạn những cái cơ hội để các bạn điều hướng, để các bạn buộc phải nhìn vào cái sự thật đó. Và đến khi nào bạn nhìn vào được cái sự thật đó, bạn chấp nhận cái sự thật đó, thì mọi thứ quay trở lại cái quỹ đạo. Bạn bắt đầu trở thành cái nam châm thu hút.
một số bạn khác nha, điều này đang liên quan đến một đối tượng cụ thể trong mối quan hệ công việc và cũng liên quan tình cảm các bạn hơn. Hiện tại thông qua rất là nhiều những lần mà lên xuống trong mối quan hệ này, các bạn bắt đầu trưởng thành hơn. Các bạn cũng bắt đầu thay đổi lại những cái góc nhìn mà lúc trước nó hơi bảo thủ trong cái mối quan hệ này, hoặc là các bạn đang gọi là giữ trong một cái khuôn mẫu nào đó cũ rích. Và bây giờ các bạn sẽ có xu hướng cởi mở ra hơn về mối quan hệ. Các bạn biết khi nào nên thỏa hiệp và biết khi nào các bạn nên để cho mối quan hệ này một khoảng thời gian để thở. Và các bạn cũng sẽ có xu hướng không cần áp đặt trong mối quan hệ này nữa. Các bạn đã đặt được những cái tôi của các bạn xuống, và tương tự các bạn cũng sẵn sàng thỏa hiệp với người kia để đạt sao cho cái sự đồng thuận giữa cả hai bên sao cho nó ổn thỏa nhất, chứ không phải là lúc nào bạn cũng cần phải có được lợi hơn cho bạn trong một mối quan hệ, hay là bạn cần người đó phải ở bên, bạn cần người đó phải đáp ứng những cái tiêu chí ABC gì đó. Có vẻ như nếu như về đời sống vật chất của các bạn thì nó không có quá nhiều sự tiến hóa, nhưng mà về cái đời sống tâm linh, về sự phát triển nhận thức, về những cái sự cởi mở trong về mặt năng lượng, các bạn có để ý đây là thân hình của một người nhưng xung quanh họ tỏa ra rất nhiều hào quang, xung quanh họ là những cái cây vô hình. Cái điều này, và nó đang thay đổi mỗi ngày. Cái điều này nó làm mình cho thấy rằng là chỉ khi thông qua những cái sự nghiệt ngã của cuộc sống, những cái sự tước đoạt một cách bất chợt hay thậm chí là lâu dài, thì các bạn mới càng học ra được cái bài học thật sự là gì. Rất nhiều bạn đã từng trốn sau tấm rèm rất là nhiều lần. Hình ảnh cô gái đang vén tấm rèm ra có nghĩa cô đã chấp nhận sự thực. Dù sự thực đấy cô biết rằng là cô ấy từng trốn tránh, cô ấy từng không dám đối diện, cô ấy từng cảm giác là quá đau đớn để có thể nhìn thấy, nhưng cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận thôi. Và một trong những điều mà vũ trụ muốn chuẩn bị cho các bạn đó chính là đừng sợ hãi những sự thay đổi, hãy dám đưa ra quyết định, hãy dám chịu trách nhiệm về quyết định, hãy dám đối diện với chính những cái giọng nói đến từ trong đầu các bạn, hay đối với chính những người mà khác quan điểm, khác lòng tin, khác môi trường với bạn hơn nữa, và bạn dám thể hiện cái điều đấy ra, dám thể hiện cái con người của bạn, dám lựa chọn cái quyết định của bạn, dám. Cái hình ảnh đen trắng cũng liên quan đến cái việc là bóng tối và ánh sáng. Có thể một số các bạn trong trải bài này nha, các bạn từng là người có xu hướng muốn mọi thứ phải tích cực, nhưng đôi khi cuộc sống của bạn nó, các bạn càng mong muốn tích cực, các bạn càng nhìn vào điều tích cực thì nó lại càng tiêu cực, hoặc là nó lại càng có nhiều những điều không hay xảy đến với các bạn, và nó bắt đầu dần dần nó khiến các bạn bắt đầu hoài nghi lại về cái sự tích cực của các bạn. Nó hoài nghi về những cái quy luật mà các bạn đã từng tin tưởng, kể cả quy luật về vũ trụ hay là quy luật về cái việc các bạn tiếp xúc giữa người với người, những điều các bạn từng biết trước đấy. Và nó buộc các bạn phải nhìn lại giữa cái sự đúng sai, giữa cái sự phải trái, để bắt đầu đưa ra một gọi là một bộ chính sách về nhận thức mới. Và điều này vô tình nha, ban đầu nó gây ra rất nhiều cản trở. Không những là cản trở trong đầu óc của chính bạn đâu, bởi vì bạn đã quen một cái cách bạn tiếp cận rồi, thế nên bảo các bạn thay đổi thực sự rất khó. Ban đầu chính bạn cũng không chấp nhận được, kể cả khi bạn đã đưa ra quyết định, hay thậm chí là những người xung quanh khi mà bạn nói với họ, họ cũng sẽ không chấp nhận về những cái gọi là cái sự gọi thay đổi đột biến của bạn. Nhưng mà đến cuối cùng bạn biết thứ gì dành cho bạn, và bạn sẽ cam kết để thay đổi theo cái thứ mới đó. Ví dụ như thay đổi một thói quen hoàn toàn mới để thu hút những điều mới, thay đổi cái tư duy trong mối quan hệ hay là trong công việc để thu hút được nhiều thứ mới. Hoặc là các bạn dám nắm lấy những cơ hội mới dành cho các bạn mà trước giờ các bạn chưa thử. Nói chung là mình tóm tắt lại nha, cái sự chuẩn bị của vũ trụ cho bạn không phải sự chuẩn bị cho các bạn đi lùi, mà sự chuẩn bị cho các bạn tăng tốc nhanh hơn. Để thay vì các bạn đi bộ thì các bạn sẽ được chuyển lên các cỗ xe, tốc độ nó sẽ di chuyển nhanh hơn, phần thưởng nhiều hơn, đích đến lớn hơn. Nhưng chỉ là nó cần phải có những sự lũng đoạn vào những khoảng thời gian quan trọng. Đặc biệt trong 2024 các bạn sẽ thấy điều đấy rất là rõ. Kể cả từ bây giờ đến cuối năm các bạn sẽ tiếp tục được thấy cái điều đấy, cho đến khi mọi thứ thật sự được vén cái bức màn này lên. Các bạn phải hiểu cái bức màn này là gì, các bạn nhìn vào đúng cái sự thực mà các bạn chạy trốn. Khi mà tiếp xúc với học viên và khách hàng, mình nhận thấy một cái điều, và cũng là một cái điều chung, đó chính là đôi khi các bạn này muốn vén bức màn sự thực để có thể tăng khả năng tâm linh, nhưng các bạn ấy không biết vén như thế nào.
Thì trong quá trình tiếp xúc mình mới nhận ra rằng không phải các bạn không biết vấn đề các bạn ở đâu, mà vô tình các bạn đã bỏ qua vấn đề đấy và các bạn nghĩ là không đủ quan trọng và đấy không phải vấn đề các bạn cần phải xem xét sự thực. Nhưng thực tế như thế này này, nếu như vấn đề gì cứ lặp đi lặp lại á, nó trở thành một cái hình thái, nó trở thành một cái khuôn mẫu mà bạn thấy nó không có kết quả, mà nó cứ hay đúng vào cái thời điểm đấy nó gây ra một cái trục trặc nào đó trong cuộc sống, bắt đầu bạn phải nhìn lại nó ngay. Đấy chính là cái điểm nhấn và mấu chốt trong cái việc là sự chữa lành, trong cái việc nhìn vào cái bài học của vũ trụ, nhìn vào cái sự chuẩn bị lớn hơn vũ trụ cho các bạn. Các bạn có điều gì đang không thật sự khiến cho bạn hạnh phúc, bạn cần phải thay đổi? Điều gì mà bạn biết được rằng dù bạn cố gắng nó cũng không tới, nó không dành cho các bạn? Các bạn đã học đủ nhiều bài học, đủ nhiều sự từ chối để bây giờ nhận ra đâu mới là sự thực và đâu mới là thứ mà bây giờ các bạn đang cứ ép cho nó vào một khuôn khổ, ép cho nó vào một gọi là một cái thời điểm chính xác để bạn được gặt hái. Bây giờ bạn sẽ phải hiểu điều đấy rõ hơn là ai khác. Hình ảnh một cô gái đang nhìn vào một tấm gương vỡ hay chính bản thân cô ấy đang đấm vỡ cái gương cho thấy một điều rằng là cô ấy đã đến lúc cô ấy cần được tái sinh, đã đến lúc cô ấy đã quá chán những cái hình thái như thế này, cô ấy đã quá chán với cái tiếp tục những điều mà cô ấy đang diễn, cô ấy đã quá chán với cái việc cô ấy đang tự hợp thức hóa về những lý do tại sao người đấy không tới, tại sao cái công việc đấy nó không nở hoa, tại sao một điều gì đấy cô ấy nỗ lực mà cuối cùng bị tuyệt mất. Đã đến lúc cô ấy phải nhìn vào cái sự thực. Lemuria, hãy đến gần hơn với thiên nhiên, cây cảnh, những nơi có núi, những nơi có thác nước, những nơi có cây xanh, vừa có hang động này, vừa có thác nước, vừa có một cái hồ. Và đặc biệt đấy là những cái nơi xa xưa, là những cái nơi mà ngay ban đầu, dù đấy là những nơi đã biết hay những nơi bạn lần đầu tiên đặt chân đến, nhưng hãy nhớ rằng chỉ cần mỗi khi bạn đặt chân lên đó, bạn thấy cảm giác được thanh thản yên bình, bạn thấy cảm giác bạn bừng bừng sức sống, thì hãy nhớ rằng tại nơi đó là nơi bạn sẽ nhận được câu trả lời, tại nơi đó bạn sẽ có những sự thức tỉnh tâm linh to lớn, tại nơi đó hoặc sau chuyến đi đó bạn sẽ có được những cái tháng ngày rõ ràng cho bạn thật sự là ai, và sẽ hoàn tất cái quá trình chữa lành này để đón nhận cái phần thưởng, để đón nhận cái giấc mơ của bạn thành sự thực. Wow. Các bạn có rất nhiều khả năng, và đặc biệt một trong số những bạn ở đây, các bạn sẽ trở thành những người chữa lành cực kỳ xuất chúng. Nhưng chỉ là hiện tại bản thân các bạn vẫn còn một vấn đề rất lớn, đó chính là chữa lành cấp cao cho bản thân của chính bạn. Những gì bạn chữa lành, những gì bạn tập hợp, những gì bạn học hỏi và bạn gom góp cho đến giờ phút này, kể cả là thông qua quá trình tu tập tâm linh hay là thông qua quá trình học hỏi từ trải nghiệm thực tế, hãy nhớ rằng nó vẫn còn một bước quan trọng nữa. Và bước quan trọng đấy mới là thứ để các bạn trở thành cái người xuất chúng nhất mà bạn từng mong ước. Khá nhiều các bạn ở đây nha, các bạn vừa mang cái... Các bạn trong cái trải bài này có đồng ý với mình rằng là đôi khi cái người mà khiến các bạn bận rộn, cái người mà khiến các bạn không thể nào tập trung không phải ai khác mà chính là các bạn không? Các bạn tự vẽ ra những cái kịch bản mà chưa chắc nó đã xảy ra ngoài thực tế. Các bạn tự vẽ ra những cái cảm xúc mà các bạn gom góp đến từ những người xung quanh, và các bạn nghĩ điều đấy là các bạn, khiến các bạn càng cảm giác các bạn ù lì, các bạn càng cảm giác trì trệ, các bạn càng cảm giác sợ hãi hơn, càng cảm giác là bị quá tải hơn. Cái thứ bạn cần ở đây đó chính là sự thanh thản. Các bạn có hai hình song song. Hai hình này là mình nghĩ đến cái việc là bản thân các bạn có thể tự xoay chuyển cảm xúc từ tốt sang không tốt và từ không tốt ngược lại sang tốt nó rất nhanh. Nhưng quan trọng bạn có làm được thế hay không. Và cái hình ảnh mà một cái hình sáng một hình tối là mình nghĩ đến việc là đừng nghĩ, ví dụ như bạn nào hay có xu hướng là các bạn cứ phải thiền, mình lấy ví dụ thôi nha, cứ phải thiền vào buổi tối thì các bạn mới có hiệu quả, thiền buổi sáng không có hiệu quả. Thì bây giờ các bạn thử đi, thử những cách khác đi. Hình ảnh mà vừa đen vừa sáng ở đây là mình nghĩ đến việc là các bạn có khả năng, như mình nói rồi, đã xoay chuyển tất cả các thời điểm trong ngày để trở thành những năng lượng tối ưu cho các bạn. Nhưng quan trọng các bạn đã tiếp cận nó được đúng phương thức hay chưa? Các bạn có dám tin tưởng khả năng các bạn có thể đột phá lên một cái tầng cao hơn nữa hay không? Hay là cứ phải chờ đợi người khác chỉ dẫn? Thông điệp cho các bạn ở đây đến từ sự chuẩn bị của vũ trụ, đó chính là trước khi những cái sự bùng nổ lớn xảy ra, trước khi cái phần thưởng điều ước các bạn thành sự thực, các bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin một cách khá là ngộp thở và khá là gọi là giống nhau về là bạn sẽ nhận được điều gì, có ai đó sắp tới, hay là điều gì bạn sẽ được chữa lành, bạn sẽ nhận được phần thưởng gì.
Số 2 tự nhiên bạn có xu hướng, bạn có cảm giác nha. Bạn nghe được cái lời nói, bạn nghe được tiếng gió thổi và nghe được thấy, thay vì nghe âm thanh thông thường thì bạn lại nghe thấy thông điệp. Một số bạn khác thấy ù tai, một số bạn khác thì thấy được rằng là hình như bản thân bạn cũng là một cái kênh dẫn, một người mà có thể nghe được những cái thông tin để truyền lại. Một số bạn khác ở đây sẽ khám phá ra được một chuỗi những cái thông tin mà trước giờ các bạn chưa từng biết tới nó có tồn tại, hoặc là những thông tin quan trọng thông qua những buổi nói chuyện bình thường. Nó có thể là bình thường với người khác nhưng nó sẽ là thông tin quan trọng với các bạn, và vô tình các bạn sẽ thấy được cái thông điệp. Cái hình ảnh mà một, các bạn có nhìn thấy một vị nữ thần đang trốn ở đằng sau, gọi là đang lấp ló ở đằng sau những, gọi là những cái tảng băng à, những cái núi băng, hoặc là trông giống như những đám mây dày đặc, cho thấy một điều rằng là dù có bị che mở tầm nhìn đến đâu, dù có bị gọi là đè nén đến đâu, thì sâu thẳm bên trong bạn vẫn chính là một cái viên ngọc để nhìn ra rõ được sự thực. Còn hình ảnh này thì làm mình nghĩ đến việc là tự nhiên sẽ giúp các bạn mang lại câu trả lời, tự nhiên sẽ là người bạn cần thiết cho các bạn ngay lúc này. Để làm gì? Các bạn tiếp tục phát triển. Để làm gì? Hoặc có thể là trà xanh nha, ý là uống trà ấy. Giúp các bạn phát triển, giúp các bạn đi chậm lại, giúp các bạn bình tĩnh hơn, giúp các bạn có thể tái tạo bản thân, tái tạo cái cảm xúc của các bạn, chuyển hóa cái cảm xúc. Giúp cho các bạn làm gì? Cập nhật lại những nguồn năng lượng mới, giúp cho các bạn chọn lọc ra những cái thông tin mà các bạn cứ liên tục lướt 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 trên điện thoại. Nó rõ ràng, nó chính xác hơn, nó bớt đi cái việc là có bạn nào trong này, mình có cảm giác các bạn rất là hay lướt điện thoại vào những khoảng thời gian khủng hoảng để các bạn tìm giải pháp. Nhưng càng làm như vậy, vô tình các bạn lại chỉ thu hút những cái năng lượng mà nói quá nhiều, khiến đến cái mức mà giải pháp thì không có mà chỉ thấy bội thực thông tin. Thực sự mình phải dùng từ đấy rất nhiều ở đây. Và thực sự nó không khiến cho cảm xúc các bạn tốt lên, nó không khiến cho cái trường hợp của các bạn nó giảm thiểu đi, nó không khiến các bạn vén được cái bức màn này. Vũ trụ đảm bảo với bạn một câu, và mình đọc bài cho các bạn, mình cũng đảm bảo cho các bạn một câu, tất cả những gì bạn trải qua dù nó lớn hay như thế nào, nó có cái khả năng lặp đi lặp lại ra sao, nó đều đã được vũ trụ soi chiếu và được vũ trụ vẫn đang quan sát các bạn, được chuẩn bị cho những điều tốt đẹp hơn. Nhưng mà các bạn đang vẫn nắm quá chặt, các bạn vẫn đang có một cái nỗi sợ vô hình ở đây, các bạn vẫn không để cho bản thân các bạn được bao bọc bởi những cái năng lượng thiện lành hơn. Một số các bạn thì đã lấy lại sự cân bằng rồi, đã nhìn ra bản chất rồi. Nhưng một số các bạn, nhưng phần nhiều các bạn ở đây, các bạn vẫn đang chưa thấy được cái điều đó. Và có một điều đây nha, khá nhiều bạn ở đây vừa nãy mình mới nhận được một thông tin xong, các bạn đã đi đúng đường rồi. Các bạn vẫn đang trở thành con người mà mỗi ngày các bạn trở thành, và thậm chí trong vòng 3 đến 5 năm nữa, đứa trẻ bên trong, vị thầy bên trong và cả phiên bản tương lai của bạn sẽ rất tự hào về các bạn. Nhưng quan trọng là hình như các bạn đang tập trung nhầm cảm xúc. Các bạn đang tập trung vào cái sự mất kiên nhẫn, mất bình tĩnh. Và chỉ vì một vài những lời từ chối, một vài những điều nó chưa tới với các bạn khi các bạn đặt điều ước, thì các bạn đã ngay lập tức nghĩ cái điều đấy là không đúng với bạn, bạn đi sai đường. Các bạn nên nhớ rằng là các bạn muốn thu hút, muốn biến, ví dụ như hôm nay các bạn muốn thu hút là một phần quà thì đến với các bạn thì nó sẽ rất nhanh. Nhưng nếu như ngày mai các bạn thu hút cái phần thưởng đấy lớn hơn, ví dụ một cái nhà, một cái xe đi, thì đương nhiên cái thời gian mà cần vũ trụ kích hoạt cái phần thưởng đó và để cho các bạn đạt được mục tiêu, nó sẽ phải lâu hơn. Và nếu như cái mục tiêu của các bạn nó còn lớn hơn nữa thì đương nhiên thì nó cũng sẽ phải tương thích với cái khoảng thời gian như vậy. Mình nói có. Các bạn ơi, đây là một lời khẳng định tiếp theo cực kỳ rõ ràng và chính xác cho bạn này. Tất cả mọi thứ đã có sự chuẩn bị. Cái cây cầu này dù nó đã gãy, các bạn có để ý dưới cây cầu là một cái thang không? Là một cái sự hàn gắn không? Dù các bạn có ở tận dưới đáy thì vũ trụ cũng kéo các bạn lên được. Vũ trụ cũng sẽ giúp các bạn thành công vượt qua cái vấn đề mà các bạn phải đối diện. Kể cả đấy là vấn đề mới hay vấn đề cứ phát sinh đi, phát sinh lại.